mái tóc những hàng tre. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè, tỏa nắng xuống dòng sông lấp mi loáng. Đời phiêu dạt, con lại về úp mặt vào sông quê. Ơi con sống dạt dào như lòng mẹ, chờ trẻ con đi qua chấp bề mưa nguồn. Ôi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Con nhớ trang nơi ta ngồi ngóng mẹ, vời vời tuổi thơ một xu bánh đa vương. Ơi con sông quê, con sông quê. Ơi con sông quê, con sông quê. Con cá dưới sông, cây trồng trên bãi, lúc gặt rồi con để lại rơm thơ. Bầy tre thơ tắm mát phía thượng nguồn, một dòng xanh trong chảy mãi tới vô cùng. Cùng nhớ về Hà Tình, nhớ núi Hồng Lĩnh, nhớ dòng sông Y La, nhớ biển rộng mà quê ta. Ơ, những cánh đồng y muối trắng, tình sâu với nghĩa nặng, biển ta lại nhớ rừng. Nên chi giữa đồng bằng mà gió ngàn bay về, tìm âm vang sông Vồ. Ai đi xa bố đó, biết có nhớ lấy đường về chứ. Đường Đông Lộng, đường Khe Giao, rồi đường Hồng Lam đeo ngang linh cảm, cùng bao nhiêu con đường ra mặt trần. Dặn điến cuốn chút hàng vạn bom rơi, đường hiên ngang vượt qua chuồng qua suối, thêm bao nhiêu con đường lứa tuổi 20. Ai hôm nay ra khơi buông lưới, mà nhìn chi mà chúng tóc vào bờ. Nhìn bên cạn lại nhớ ngày xưa, thương con đò cắm con rau đứng đường. Cả cuộc đời vì ngày hôm nay bầy ta về đồng cỏ mênh mông, đắm hồ đầy để điện đưa nhanh dòng nước tới. Lúa trên đồng, lúa lại thêm quả chín hồng tươi, ta cũng tìm lấy chỉ vài dòng quả. Qua đầu mùa hạt sương mai lung linh nỗi nhớ, yêu quê hương mình nhớ về từ thuở xa xưa. Đất nào cần vì còn mưa rơi, còn gió cuốn, công ta vun trồng thì màu đất lại thêm. Hãy subscribe.
Trời, đứng kế bên em mới thấy dễ dấu chân chim. Trời ơi, sao hóa trang dài vậy tụi con? Dạ, chào hai chú à. Dạ, chắc chú nhỏ nói trước, sao hôm nay già dữ? Dạ, tụi con hóa trang như thế này là bởi vì một hai cụ già về thăm quê hương mình ạ. Ồ, thế cụ đi đâu mà cụ về quê ấy nhỉ? Dạ thì cụ về quê thôi ạ. Ừ, cụ về quê thôi. À, bây giờ là cụ bé là không nói được, là tôi mời cụ lớn vậy. Thế cảm xúc của cụ như thế nào khi quay về Hà Tĩnh ạ? Dạ cụ thấy mới. Mới? Mới điều gì ạ cụ ạ? À, mới là mới đi cho nên con thấy mới. Mới đi thấy mọi thứ nó mới. Dạ vậy thôi, đơn giản. Mời chú Hòa Nhật Nam tiếp nối cảm xúc của mình với tiết mục này luôn ạ. Hai con hôm nay không phải trong vai hai ông già đâu, chú nghĩ hai đứa con giống như hai quý ông á. Và hai cái giọng hát này gọi là đây là những cái chất màu vẽ để mà vẽ nên những khung cảnh gọi là sơn thủy hữu tình. Tự thân các con với cái tình cảm và với giọng hát đó thì tụi con đã vẽ nên những cái bức tranh mà chú nghe rất là giàu dạt. Hai con thực sự là chững chạc và có được cái bản lĩnh sân khấu rất rất là nhiều. Còn cô Phương Vi thì sao ạ? Một cái tiết mục phải nói là quá đẹp, từ cả trong cái hình ảnh, âm thanh và cả trong cái tâm hồn, cái tình cảm mà tụi con gửi gắm ở trong đó, quá tuyệt vời. Ủng hộ cho hai cậu bé Tấn Bảo và Thái Hà. Đời phong ba nhớ thương về kỷ niệm ngày
tương lai giữa chốn xa hoa. Xíu bàn cuộc đời phong ba, nhớ thương về kỷ niệm ngày qua. Tìm tương lai giữa chốn. Và đó chính là Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Trời ơi, dạ chào hai anh chị. Chững chạc dữ lắm con. Nam hay nữ hát ra câu nào xong phía dưới vỗ tay ngợp trời luôn, là tụi con hiểu là tụi con ngày hôm nay giỏi rồi ha. À bây giờ mình lắng nghe ý kiến của các cặp huấn luyện viên nè. Cái bài hát này á, thật sự là nó cần phải có một cái sự trải nghiệm qua cái giai đoạn tuổi học trò. Nhưng mà cái hay của tụi con là tụi con chưa có trải qua được cái giai đoạn đó. Nhưng mà tụi con tưởng tượng, và những cái điều mà con tưởng tượng á, nó hợp lý. Và chú nghĩ rằng là tụi con sẽ có một con đường làm nghệ thuật rất là sáng lạng, là bởi vì làm nghệ sĩ phải có tinh thần tưởng tượng rất tốt mới có thể phát triển trong nghề được. Cảm ơn chú Lâm. Mà anh ơi, mình phải thật sự là phải dành tràng pháo tay lớn cho con gái. Khi mà con đi thi, đây là lần đầu tiên mà con hát thể loại này đúng không? Dạ. Yeah. Đó, đây là một cái bước chuyển rất là kinh khủng, và giống như là một cái con đường khác được mở ra. Cô nghĩ là con lựa chọn về đội của chú Trung là một sự lựa chọn rất là sáng suốt. Và con trai ơi, con còn nhớ cái ngày mà cô với chú tranh giành con ở tập lê trước không? Ôi nguyên trời một ơi. Nhóm luôn. Thật sự là bởi vì đội của em có một thành viên là hợp với giọng con trai lắm luôn ý. Ước gì nếu mà con về đội của cô nữa thì cô đã có một cặp đôi hoàn toàn rất là tuyệt vời. Nhưng mà không sao, cô chúc mừng tiết mục rất 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 là thành công. Xin mời chú Duy và cô Khả Như. Nói gì nữa bây giờ, cô thật sự rất là ngưỡng mộ hai cái giọng hát của tụi con. Cô gái trẻ thì hát rất là dễ thương. Cô Quỳnh Nhi thì con không còn lạ với cô, nhưng hôm nay cô cảm thấy được cái sự bản lĩnh hơn của con trên sân khấu, với sự tự tin hơn của con. Và chàng trai thật sự, con ơi, con không việc gì mà phải rụt rè nữa, bởi vì con có một cái giọng hát che mờ hết tất cả. Con hát rất hay. Con lên sân khấu con không có run nữa, không có sợ nữa. Con không có được gõ nhịp trên sân khấu bằng những ngón chân của con nữa. Anh lại thấy cái đó dễ thương. Không anh, nó thành một cái thói quen là từ đây về sau bé hát bài gì cũng vậy không được. Phải có một cái sự rèn luyện của mình ở trong đó. Nhưng mà điều cô muốn nói với con đó là hãy tự tin vào giọng hát của mình. Con sẽ làm được hết. Chúc mừng hai con. Con cảm ơn cô. Tụi con được may mắn là tụi con được sinh ra với một cái chất giọng rất là hợp với cái thể loại nhạc này. Mà mình nghe mình không bị lụy anh. Đúng rồi, nghe rất là tươi. Mình nghe rất là hào sảng, mà cái kiểu mà hát có cái bao nhiêu là cái giọng phát ra hết. Chú rất là thích cái bài hát này của tụi con. Nói chung đây con là một tiết mục hay. Đúng rồi, đây là một tiết mục hay. Trời ơi, lần đầu tiên luôn á. Nhưng như vậy phải nói ra những cái khuyết điểm đầu tiên của tụi con là gì tụi con biết không? Thứ nhất, hát một bài hát xả rác quá nhiều. Cái gì mà trên sân khấu rác không vậy? Mà không dùng tới cái đó luôn. Đúng rồi. Đúng cái là huấn luyện viên nào học trò đấy đi đâu cũng xả rác. Thưa quý vị khán giả, không biết là bằng cách gì hay là cái ảo thuật phù thuật gì mà chị Nhi đây ngồi đây và có một nhúm lông như thế này. Trời ơi là trời. Không hiểu. Cái trang trí của nhóm chị là phải như vậy em. Cái decor. Em đề nghị là cái nhóm này huấn luyện viên này nè, xả rác quá, mức vệ sinh quá. Đó, giờ chưa? Có quăng lên đi rồi giờ đi lụm thấy chưa? Thứ hai nữa là gì? Quốc Linh, lỗi của con là gì biết không? Biết. Biết. Có cái đoạn vô đây nè, lo viết thơ cho bạn gái quá quên hát. Đúng rồi. Nhưng mà vẫn vào được là được. Cho hỏi là cái kỷ vật mà con muốn viết gửi tặng cho cái cô này là cái gì? Dạ, không có cái chí hết. Trời. Nó có cái chí hết. Trời, dễ được. Nói chung là chỉ là một cái nét diễn thôi mà chúng ta tin vào cái việc đó là tụi con quá giỏi rồi. Bây giờ nè, hỡi bố mẹ của hai con. Biết sao không? Kịch bản là dài lắm á. Mà hồi nãy hai bé ra căng thẳng quá anh ơi, căng thẳng. Tất cả các bài nào cũng sẽ có một cái chút nét diễn chút xíu cho cái bài mà nó hay hơn. Tập vỡ bài kiểm tra để cho cái máy ở trên á nó rọi xuống sẽ đẹp khung hình hơn. Xong rồi em cũng chỉ cho Quốc Linh nhiều nét diễn lắm. Phải đi ra đón nén cái hù bạn nha. Rồi hù bạn lúc nén là thấy bạn hát thật quá, bạn hát hay quá. Mình chuẩn bị đi ra nét song ca với bạn đây. Là diễn tâm lý nhiều lắm đó. Xong rồi cái khúc mà vô trong đó là hai bạn chỉ bài với nhau. Ai vô đây cho tôi hỏi cái bài này là gì vậy. Rồi là bạn bé Nhi sẽ chỉ về cái bạn Quốc Linh sẽ chỉ không hiểu gì hết.
lại tặng hoa phượng cho nhau nữa. Xong rồi con bị nhớ nhiều quá thì cái đó là lỗi của em, quên dặn con. Nếu mà chị không nói là em mọi người cũng không hẳn là biết hết đâu, tại vì các con dễ rất là ngây ngô, rất là dễ thương. Dễ thương mà Nhi. Nhìn chân chất ha. Nhìn lúa lúa. Đúng rồi. Lúa lúa gì lắm. Cứ vậy đi con, chẳng có bị sao. Như vậy nha con. Đó là một cái điểm riêng của con mà không ai cũng có đâu. Nhưng mà sau này nào Quỳnh Nhi không ăn hiếp Quốc Linh nữa nha. Ui cha. Ăn hiếp lắm mà mỗi lần hát sai là Nhi làm gì. Đâu mình làm lại thử coi, bạn hát sai đó, mình làm thử coi. Quỷ Hà hát sai mắc cỡ kìa, mắc cỡ kìa. Chết rồi, chết rồi. Và chúc mừng tụi con có một tiết mục quá là tuyệt vời ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Ủa, trực nhật thôi. Nào, dọn rác sân trường. Kiểu này không được, bởi vậy thấy chưa, học sinh ngoan là phải làm hết tất cả những cái công việc này. Dạ, có cần lấy đồ lau nhà luôn anh? Dạ không, này sân trường lau nhà chứ anh. Dạ. Go back.
Wow, phải nói là tiết mục này rất là đẹp trên sân khấu đúng không ạ? Đẹp thứ nhất ở đây là cảnh trí, thứ hai là tụi con với hai tạo dài. Đây là chữ mẹ, bên này là chữ hiếu. Không biết là cảm xúc của anh Long Nhật như thế nào ạ? Tròn cả con mở màn cho cái buổi tối hôm nay là một cái điều rất là chính xác luôn. Thái Hà, chú ngồi ở đây chú ngắm nhìn lên, chú thấy con nhỏ xíu mà đáng yêu vô cùng. Nhưng mà con rất là chững chạc, con bước từ trên cái bục xuống, con đi đứng đàng hoàng chững chạc và giọng đẹp quá trời, trong sáng mượt mà cái trường độ cao độ con là chính xác và con hát rõ rõ từng lời. Bên cạnh đó là Tấn Bảo, con có cái quãng trầm đẹp quá và hỗ trợ cho nhau cái phần bè và phần đuổi, cái phần vô can nữa, cái phần kết rất là hay luôn. Chú không biết nói gì hơn, chú rất là xúc động và chú rất là chú tan chảy bởi vì trên hai cái tà và chữ mẹ và chữ hiếu. Mẹ là tuổi thơ, mẹ là quê hương, mẹ là tất cả những gì mà chúng ta đem theo cả cái cuộc đời này, bởi vì quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Cảm ơn hai con. Con cảm ơn chị. Xin được cảm ơn Giang Thảo Long Nhật rất nhiều. Và có thể nói là hai bạn nhỏ này như hai chàng hoàng tử bé đúng không ạ? Nhưng mà lúc nào cũng cảm thấy chững chạc thông qua từng cái tiết mục của tụi con. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Qua cái phần trình diễn của tụi con, cô đánh giá được cái thế hệ mới thông minh quá. Tụi con chưa có được rèn giũa nhiều về kỹ năng, kỹ thuật âm nhạc, chưa được học tập nhiều về chuyên môn thanh nhạc, nhưng mà tụi con nắm được cái cách hát. Cái đó là cái điều phải nói là từ trong cái máu của mình rồi, trong cái năng khiếu của các con rồi. Cho nên các con là những cái vốn rất là quý giá, các con tài năng thực sự. Xem các con hát á, cô quên đi phải phân tích cái gì ở các con, mà làm cho cô thấy được một cái tình yêu về quê hương, về đất nước, về cha mẹ. Cảm ơn cô ạ. Và tiếp tục ạ, xin mời giám khảo Huỳnh Lập. Nói về mà diễn viên Huỳnh Lập mà đi chấm ca nhạc thì nó hơi bị không có vô lắm. Hơi ngộ nghĩnh đúng không? Hơi ngộ nghĩnh nhẹ một chút xíu. Là bởi vì bản thân mình nó không có am hiểu quá nhiều về phần nhạc đâu. Cho nên là tất cả về chuyên môn là nhường cho hai anh chị đây hết. Bản thân chú chỉ nhìn về tổng quan về cái diễn xuất của tụi con thôi, về cái thần thái của tụi con. Cái bài hát này là cái bài hát nó quá là phù hợp với cảm xúc của tụi con. Nó nói về cái tình cảm của cái người con dành cho những đấng sinh thành mà. Nó không có cần phải tưởng tượng, nó không có cần phải hóa thân nữa, nó chẳng cần diễn xuất gì cả. Tụi con cứ lấy đúng cái tấm chân tình của tụi con dành cho cha, dành cho mẹ, dành cho những người đã nuôi nấng mình, là tụi con sẽ thể hiện một cách trọn vẹn nhất cái ý nghĩa của bài hát này. Thái Hà như vậy nè, cái giọng của con cao lắm, chú nghe tới đâu là chú nổi da gà tới đó. Nhưng mà con hơi bị nhìn lung tung. Lúc mà bạn của con hát á, con cầm cái micro mà con cứ gì nè, giống như là con hoang mang, con nhìn con cái, đi gì tìm á, cái gì đâu con chú? Tìm cái gì á. Giá như mà mình tập trung hơn được một chút xíu thì cái phần trình diễn của con sẽ hoàn hảo nhất có thể. Bạn Tấn Bảo thì có vẻ bình tĩnh hơn, kiểm soát được cái cảm xúc, cái gương mặt của mình. Cảm ơn hai tụi con rất là nhiều, bài hát rất là hay. Yeah. Giờ hỏi luôn, hôm nay có hồi hộp không con Thái Hà? Dạ không á. Không đúng không? Tấn Bảo cũng vậy đúng không? Đi tìm đồ ăn đó. Dạ hả? Chắc mà đói lắm đúng dạ, không con? Cò buổi tối đi tìm đồ ăn vậy thôi. Nhưng mà thực sự phải nói là cá nhân chú Minh Xù thấy là hơi tiếc tí xíu ở cái phần kết. Có nghĩa là mình, ủa sao hết rồi ta? Hơi hận. Nhưng mà đây cũng có thể là một chiến thuật. Nếu như các bạn muốn nghe nữa, nếu như ban giám khảo muốn xem nữa, thì ban giám khảo phải giữ cặp đôi này lại. Bởi vì tối ngày hôm nay chúng ta sẽ quyết định cặp đôi thấp điểm nhất sẽ phải dừng lại cuộc chơi. Nhưng ngày hôm nay, các con thân mến, mở màn quá tuyệt vời. Một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Đêm nghe vài câu vọng cổ, đời
đại gia đình mình ơi. Quá là dễ thương và ngọt ngào, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Đẹp quá, dễ thương và ngọt ngào nữa. Và đặc biệt hơn hết là tụi con làm cho tất cả mọi người đây gợi nhớ tới cái câu nói rất là quen thuộc của ca nhạc sĩ Ngọc Sơn, đúng không ạ? Đại gia đình mình ơi. Không biết là gia đình mình ơi, gia đình mình đang nghĩ gì? Xin mời Hòa Minzy và Huỳnh Lập. Nhi đúng không con? Dạ. Con là hát giọng Huế. À, hát giọng Huế nhiều. Rồi con chuyển sang Bolero và được chú Trung định hướng sang hẳn một cái dòng nhạc này luôn, thì cô nghĩ là con đã rất là may mắn khi gặp được chú Trung và cô Diệu Nhi để mình có thể đi tìm một cái hướng khác cho bản thân mình đó. Ôi còn Quốc Linh ơi, vẫn là từ những ngày đầu tiên thích Quốc vẫn Linh còn quá tiếc trời ha, ơi tiếc hồi hồi. Con hát hay Bolero hay quá à, Quốc Linh ơi. Thật sự là tất nhiên đi anh, trong cái lúc mà mình hát á, cái mình căng thẳng ấy kìa, mình quên lấy hơi cái là câu cuối mình hết hơi luôn. Nhưng mà trong Quốc Linh nó có một cái sự mộc mạc và có một cái chân chất. Tức là em rất là thích giọng của Quốc Linh, thích phong cách con trình diễn. Và thật sự Quốc Linh chẳng cần làm gì cả, con chỉ cần đứng hát một chỗ thôi, chắc chắn tất cả mọi người, tất cả ánh nhìn đều hướng về con. Chúc mừng con, và cô nghĩ rằng con sẽ là một ca sĩ Bolero sẽ rất nổi tiếng trong tương lai đấy. Ý. Cảm ơn cô. Còn Huỳnh Lập, với cái giọng hát của tụi con á, với cái chất liệu là Bolero á, đúng là chính xác rồi, tụi con chỉ đứng một chỗ tụi con hát thôi, không có cần làm gì ghê gớm đâu. Xịt khói tá lả tà la đó, nhìn cho nó mộng mị một chút xíu thôi, nhưng mà nhìn vào vẫn thấy giọng hát của tụi con sáng nhất. Và chú thấy rằng là tụi con rất là may mắn khi mà nhận vào đội của chú Trung, và chú Trung đã xử lý tụi con từ những cái cách hát như thế nào đó để cho nó hòa quyện chung với nhau, mà cảm giác là không có ai lép hơn ai cả. Chúc mừng tụi con. Vô. Vô. Chú gì? Vô. Vô. Linh ơi, con có máu Bolero. Đúng rồi. Máu là trong máu của con luôn rồi. Tức là con hát ra là người ta đúng cái kiểu cả Bolero. Cả cái phong thái nữa. Mà chú thích con hát rất là chân thành, mộc mạc. Tụi con rất là tinh tế ở cái việc là không phải là mình lên hát là mình trả bài. Tụi con có cái sự xử lý bài hát ở trong đó. Chú cực kỳ thích ở cái chỗ mà Linh á, con hát cái câu là bài nhạc xe là con xe, là con xến lên luôn, xong là bắt ngược lại con là con cái gì xến đây, một cái vô đầu tăng cái là ngọt liệm chú Duy. Lúc đó em có nhìn thấy anh Duy không? Lúc em có nhìn thấy anh Duy là anh Duy khoái lắm, là khoái thật sự khoái. Mà cái đó là những cái tinh tế rất nhỏ trong cái việc mình xử lý bài hát, đó là những cái kỹ thuật mà tụi con có được cái điều đó ở trong cái cách hát Bolero tụi con. Rất là hay, một tiết mục rất hay. Cảm ơn tụi con rất nhiều, cảm ơn tụi con nha. Mời chị Duy. Và một cái điều quan trọng nữa đó là bởi vì người ta nói không có cái gì bằng cái chuyện mà đúng người là chú Trung, đúng thời điểm là ngay cuộc thi này, và đúng lúc con đã trưởng thành. Chúc mừng con, chúc mừng hai đứa. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô Khải Như, cảm ơn chú Duy. Và bây giờ xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi ạ. Em phải nói trước thôi. Mời em. Anh Trung kìa, mặt đỏ quét ơi, mắt lên sắp khóc tới nơi rồi. Bởi vì tiết mục này không có cần phải làm gì hết, các con chỉ cần đứng và hát thôi. Chính vì vậy cho nên mọi người sẽ rất tập trung vào từng câu từng chữ của các con, cho nên anh Trung phải kiệu từng câu kiệu cho các con hát từng chữ đúng với những cái gì mà nãy giờ mọi người nghe. Đến lúc mà anh, đến nỗi mà lúc mà hai con hát anh Trung cũng rất là hồi hộp, nhưng mà nãy giờ chú Trung khóc tới nơi là trời ơi, coi kìa khóc kìa, rớt mắt rớt nha, rớt chưa, rớt ba hột lệ rồi. Hãnh diện quá mà truyền lại cho hai đứa nhỏ như vậy là trời ơi, xúc động chết luôn á. Bài hát này á, chú đã từng được thầy Ngọc Sơn giật bắt qua nhà. Wow. Ngồi chỉ hát từng chữ một, chữ không là chữ khơm, xến khơm tô điểm lua la là phải đúng chỗ đó. Wow, em khen Quốc Linh rất là nhiều, nhưng mà anh tâm sự nè, khi mà tập á, Quỳnh Nhi kiệu cho Quốc Linh không đó. Yeah. Khi mà con hát á là bạn Quỳnh Nhi dìu con rất nhiều, nên là khi mà con được mà hát chung với bạn đó là bạn đó đã giúp con rất nhiều rồi nha, chứ đừng có đòi đổi người nha. Một tràng vỗ tay cho hai bạn nhỏ ngày hôm nay, Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Xinh với nét đoan trình, tươi đẹp như màu hoa xinh, có đôi khi thấy buồn một mình. Không phiền không sầu vì ai, màu mắt thơ ngây tóc xoan
say xưa mai trường thân mến và bao niềm tâm tư khó quên. Bây giờ kỷ niệm chôn vào thời gian, ngày tháng trôi qua nửa phai tàn, tìm tương lai giữa chốn xa phiêu bạt cuộc đời phong. Trời ơi, thì nghe xong buồn hiu. Em nhớ là cái thời mà em chuẩn bị em chuyển cấp á. Trời ơi, xong cái rồi ký tên lên áo thun nè, xong rồi cái gặp thầy cô, rồi sẽ có cuộc nói chuyện với nhau. Trời ơi, khóc sướt khóc mướt luôn. Nghe cái bài này xong tự nhiên cái làm chú Minh Sự nhớ lại ký ức hồi xưa dữ lắm luôn á. Thế không biết là cô Vân Trang cảm thấy như thế nào hả cô? Cô nói thật với các con là cô thích cái đồng phục học sinh này vô cùng luôn. Áo trắng và cái quần nam là cái quần tay đen, xanh đen á. Hơi xanh đen. Là từ nhỏ tới lớn là cái hình ảnh này là gắn liền với mình từ ở dưới quê lên tới Sài Gòn luôn. Trang, dạ. Mà anh nhớ là cái bộ quần xanh áo trắng này mà hồi mà những năm trước đây là thời khó khăn á. Dạ. Là Tết đến là mình được sắm cái này là thay cho đồ Tết luôn á. Chính xác đó. Dạ. Tức là Tết xong là mình đừng mặc cái bộ đồ này để đi dạ. học đó. Oh. Cái mùi thơm của vải á là rất là nhớ. Về giọng hát thì chắc em không có dám bàn cãi gì đâu, là tại vì qua bao nhiêu dòng rồi, nhưng mà em chỉ xin là Thái Sang bác Hoàng làm họ tí xíu thôi. Được chứ. Dạ, Thái Hà từng là đội của em đó. Đó. Dòng là dòng cuốn mau, khiến xuồng là xuồng chìm sâu. Mẹ quăng chiếc phao cho con để mình. Con có nhớ cô Trang không? Đó. À là cô Trang từng làm huấn luyện viên cho cháu luôn phải không? Dạ, thế vai cho anh ca sĩ Quốc Đại trong Thử Tài Siêu Nhí. Thực sự là giọng hát của con quá là nội lực. Giọng hát của con giống như là thiên phú cho cái giọng rất là tình cảm, rất là mượt mà như vậy, mà không phải là ai cũng có. Cô rất là thèm có được cái giọng hát như hai đứa con. Nhưng mà chắc là suốt cuộc đời này chắc không có. Trời, cho cô cái khác cô ạ. Đâu thôi. Dạ. Người ta có câu á là một lần khiêm tốn bằng bốn lần tự cao. Dạ dạ em hiểu mà. Em biết câu đó không? Bởi dạ, vì biết. Vì người ta là tham gia nhạc kịch của Tiên Nga của anh Thành Lộc á. Đúng rồi. Người ta hát nhạc kịch rồi vừa hát vừa diễn mà dưới này vỗ tay rào rào luôn. Người ta nói là người ta hát dở thì không biết sao. Thì để cho anh Nam khen nè, cũng đi coi cô diễn rồi đúng không anh? Anh thấy cổ làm sao đó, chấm luôn anh. Cổ hát live diễn xuất luôn. Rất là hay. Thật sự nếu mà Vân Trang không đi theo nghiệp diễn viên mà đi theo nghiệp ca sĩ chắc cũng ca sĩ cũng mệt mỏi, cũng mệt mỏi cổ không. Thấy ghê quá, tại vì em hát không có bằng ai cho nên là phải diễn lắp lại đó, anh không hiểu gì hết trơn á trời. Nhưng mà thật sự là thấy hai bạn ở trên này là hai bạn hoàn toàn không diễn gì hết, chỉ mang cái giọng hát của mình để các bạn truyền tải cái cảm xúc. Lúc đầu cô nghe cô cảm thấy là cô ngồi và ngậm ngùi á, cái cảm xúc của mình nó dâng lên rất là nhiều khi mà nghe hai cái tiếng hát của hai con cất lên. Cô cảm ơn rất là nhiều đã cho cô ngày hôm nay được sống trong một cái ký ức ngày xưa của mình. Cảm ơn con. Cảm ơn cô Vân Trang. Cảm ơn cô. Dạ và tiếp theo mời cô Đăng Trang luôn ạ. Chú Minh Sù có nói là nhớ tới chuyển thầy cô ngày xưa chuyển cấp làm cho cô nữa, hồi nãy rất là xúc động. Sau đó cô Vân Trang nói rồi là cô kìm đã qua rồi. Cảm xúc đó rồi. Bây giờ lại nói tới cái chuyện chuyển cấp á, là cái lại phải rất là nhớ tới những cái khoảng thời gian mà cuốn lưu bút rồi đó. Dạ. Rồi mọi người viết vào cái cuốn lưu bút rồi ký tên rồi viết những cái lời trong trắng từ trong cái đáy lòng của mình, rất là ngây thơ, rất là đáng yêu. Và bây giờ cô vẫn còn giữ cái cuốn lưu bút đó. Trong cái cuốn lưu bút đó thì đằng sau còn có những cái trang mà có thầy cô của mình, những người thầy cô mà thân quý của mình á, viết vô đó nữa, chúc mình là trong tương lai sẽ như thế nào á. Bây giờ phải nói là
đó là những cái kỷ niệm vô giá. Cô phải công tâm mà nói là hai đứa con hát quá hay, quá tình cảm, và một cái phần đó cứu lại những cái điều mà tụi con không có, đó là cái vốn sống. Thì đó chính là cái kỹ thuật hát của tụi con. Tụi con hát nhã chữ đẹp, từng câu từng chữ cả hai bạn. Cái cách mà hai đứa con xử lý, nó làm cho bài hát nó dạt dào tình cảm, nó làm cho mọi người tin là tụi con kể một câu chuyện có thật từ chính cái trải nghiệm của mình. Cho nên là dù sao đi nữa thì cô cảm thấy cô cũng rất là mừng, bởi vì hai đứa con rất là vững chãi trên sân khấu với cái tiết mục vừa rồi. Chúc mừng hai con. Cảm ơn cô. Đây là một cặp đôi ăn ý với nhau trong một cái dòng nhạc rất là riêng và hát bằng cảm xúc của mình. Cho nên là chắc chắn là tất cả quý vị khán giả cũng đã ấn tượng rồi. Không biết là đêm nay anh Hoàng Nhật Nam cảm thấy như nào về tiết mục này ạ? Chú Nam vẫn chưa thôi cái cảm xúc mà lúc nãy cô Vân Trang đã nhen nhóm về cái bộ trang phục của hai con á. Làm cho chú nhớ tới mẹ của chú á, là trước khi đi học là hay ủi và là cái chiếc áo cũng như cái quần rất là thẳng và treo lên chiếc móc. Và đến khi mình ăn cơm xong hay là buổi sáng mình ăn sáng xong là mình được mặc vào rất là tươm tất và đến trường. Đó, và chú cũng nghĩ rằng là tụi con cũng sẽ nhớ đến những cái hình ảnh đó. Chắc chắn mẹ của các con hay là chị hay bà gì đó cũng sẽ ủi cho các con lúc cái lứa tuổi mình còn nhỏ quá, gọi là ăn chưa no lo chưa tới đó. Hai cô Trang biết sao, tức là còn nghịch đó là đánh bạn rồi giỡn rồi sau đó rảy mực lên áo nhau này. Đúng rồi. Yeah. Rồi về là mẹ la quá trời luôn, hoặc là vật lộn ra ngoài đất rồi nó bẩn hết chiếc áo đó luôn. Đó thì về mẹ cũng la nữa, cho nên là tuổi thơ rất là dữ dội. Đó, và chính những cái tuổi thơ đó nó đã nuôi nấng chú và có rất nhiều những cô chú. Và chắc chắn sau này tụi con lớn lên rồi tụi con cũng sẽ nhớ đến công ơn không phải của thầy cô mà mẹ cũng là cái người cô giáo mà ở nhà của chúng ta nữa. Về cái tiết mục ngày hôm nay thì đúng là hai con chỉ bằng cái cảm xúc của mình với lại cái giọng hát để mà chiếm lĩnh sân khấu thôi. Bởi vì chúng ta chỉ có một bối cảnh sân trường đó, và rất tình cảm hai anh em đã có sự phân vai với nhau. Thái Hà thì hát có phần mộc mạc tự nhiên vì con nhỏ tuổi hơn, còn Tấn Bảo thì là anh lớn có trải nghiệm rồi, có tập luyện nhiều hơn, cho nên là những cái phần luyến láy của con thì có phần điêu luyện hơn. Đó thì hai con đã bọc lót cho nhau, đã tạo nên cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Chúc mừng hai con nhé. Vâng ạ. Ok, hót tay nữa cho Tấn Bảo và Thái Hà. Lê Đông.
chiến trường ta không thể quên, mình là anh em một nhà đồng đa tình nghĩa trước sau, ta không thể quên. Rất là dễ thương đúng không ạ? Đó là phần trình diễn của Quỳnh Nhi và Quốc Linh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê. Thank you dancer. Cảm ơn các bạn. Cho chú lên với tụi con luôn nha. Trời ơi, ở trên đây một đồng lúa xanh bao la bát ngát. Màu vàng mà em. À, xanh đâu? Em tưởng tượng chị ha. Trời ơi. Dạ. Trình diễn xong rồi tụi con thấy sao? Mở màn có run không? Sao? Dạ không. Dạ không. Một câu trả lời rất xúc tích. Dạ, cảm ơn con cũng không. Con cũng không đúng không? À, ngày hôm nay thì tụi con mở màn rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào rồi. Để xem cảm xúc của các cặp đôi huấn luyện viên như thế nào nha. Đầu tiên là mời chú Duy với cô Như trước ạ. Cô Như nãy con mà trả lời á, con có là cô Như không tin đâu. Tại vì thật sự khi mà lên sân khấu hai đứa con không có thể hiện gì là mình đang rung và hồi hộp cả. Các con biểu diễn giống như là mình đang sao ta, đang trình diễn chứ không phải là đang thi nữa. Chắc con không thấy được cô Như với chú Duy múa điên loạn ở dưới này đâu. Tại vì thả hồn vào cảm xúc với bài hát, không có cảm giác mình đang ngồi coi các con thi nữa, mình nó đang ngồi coi ca nhạc. Thật sự luôn á, Linh ơi, con hát tình cảm ngọt ngào. Còn Nhi thì hôm nay con giống như là một cái sao ta, thiếu của thiếu nữ á. Thiếu của thiếu nữ, tức là thiếu nữ mà thiếu một xíu. Ờ, đúng không? Nó cái sự chững chạc của con cả về cái giọng hát nữa. Cô cảm thấy con tiến bộ. Con thật sự tiến bộ rất nhiều. Cái này phải cảm ơn chú Trung. Tại vì đúng cái e của chú Trung rồi. Nên đúng chú rồi. Chú Trung đã làm cho các con có một tiết mục rất đẹp mắt mà êm lỗ tai. Nói chung là cô rất thích. Chúc mừng hai con. Bây giờ mình cảm ơn gia đình nhà mình trước. Cả mình nghe tiếp nè. 2, 3. Dạ, con sẽ hay được đấy. Ê, được á, y chang con này. Y chang con này. Được con, được vậy chú thích nè. Cái này tôi chịu nha. Cái này hình như con tôi. Hai, ba. Dạ, con xin cảm ơn. Thôi bỏ luôn đi, thấy không? Đúng rồi, đó. Đúng rồi, đó. Có tình cảm ở trong tim. Con hát thôi, đừng nói, hát thôi con. Vâng, vâng. Tiếp tục bạn, xin mời Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập. Thấy cái màu vô gia đình bên đây ghê luôn. Màu đỏ đỏ, chói chói, đẹp dễ sợ. Đúng là mở màn một tiết mục rất là một cái gam màu rất là tươi, rất là sặc sỡ, và nó đúng là theo kiểu là cái sự ấm áp, nhìn vào thấy rất là ấm áp về cái tình nghĩa con người của mình trong cái đất nước Việt Nam này. Cái tiết mục này nó thỏa mãn về cái phần thính giác và cái phần thị giác luôn, mãn nhãn hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà khúc cuối không biết có bị lấn cấn gì không mà sao cái cảm giác là nhắc nhẹ gì nhau trên đó đó. Sao tụi con, cái phần cuối á làm sao phải nhắc nhau vậy? Vừa hát xong đó con nói vô tai của Quốc Linh cái gì vậy? Con nói gì? Con nói gì? Như con mới nói cái gì đó đoạn cuối cùng luôn á. Dạ con nói Quốc Linh là bình tĩnh. Ủa mà có mà bị cái gì mà không bình tĩnh mà? Dạ khi tập hai lần lên sân khấu hát hai lần bật lên định hát thêm lần. À, đúng rồi. Tính hát thêm lần định nữa. Hát thêm, Linh hát thêm lần nữa tại còn nhạc á. À. Thôi nhắc nhẹ. Thế là con chững chạc hơn rất là nhiều. Trong bóng đá gọi là đội trưởng đó. Thật ra là bởi vì là đêm ngày hôm nay là một đêm thi không loại và lại là một đêm thi về quê hương đất nước nên cô Hòa cũng không muốn hoạt tình lắm. Mặc dù là cô chúc mừng tiết mục của các con, mặc dù có thể trong tiết mục khi mà các con hát á, Quốc Linh đôi khi vẫn bị hụt hơi nè, và hơi thở khi mà không chắc thì về vẫn những phần cuối câu thì con sẽ dễ bị mất hơi và không kéo dài được câu hát của mình đó. Bình thường là cô sẽ nhận xét kiểu như thế, nhưng mà ngày hôm nay thì cô cũng đã nói rồi đã có. Trời ơi, mà rõ ràng không, lúc nào em cũng cổ vũ Quốc Linh hết á, lúc nào cũng ủng hộ và nói rằng Quốc Linh là một cái ngôi sao sáng trong lòng của cô Hòa. Cảm ơn cô. Dạ. Và bây giờ hãy lắng nghe gia đình mình nè, ba mẹ sẽ nói gì với tụi con thông qua tiết mục này nha. Xin mời anh Trung. Kính thưa mọi người, là hôm nay thì như Hòa thấy là Quốc Linh hát những câu cuối bị hụt hơi là đúng. Dạ. Chính xác là tại vì cách đây 2 hôm Quốc Linh bị bệnh rất là nặng. Dạ, vẫn thấy sụt sùi đấy ạ. Bị cảm
Rồi chính hồi Việt Trung đã đưa Quốc Linh đi bác sĩ, đi nội soi luôn á. Rồi. Là hiện giờ Quốc Linh bị rất là nặng nha. Bị viêm mũi, nước mũi chảy xuống họng, bây giờ em đang bị phù dây thanh quản. Rồi. Nên là hồi nãy giờ hát gì là hay lắm rồi đó, chứ hồi hôm qua là ho rất là nhiều lên. Đó, nên là hôm nay lên đây hát như vậy là rất là mừng luôn rồi. Vâng. Nghĩa là ho dữ lắm. Đó, nói cái ho liền thấy không? Nãy giờ em ghê á. Nãy giờ không ho, đúng lúc dễ sợ luôn. Cái là lên ho liền. Khi mà đến với vòng này thì Hồ Bùi Trung có nói với hai bé là vòng này mình không có loại, nên thì con cứ hát thoải mái, cứ diễn thoải mái, không có vấn đề gì cả. Mình có ho đi nữa hay là mình có gì đi nữa thì cũng vấn đề. Dạ. Không có sao hết, mình cứ hát tiếp tục đi. Mình cứ hát thoải mái, vòng này đâu có loại đâu tụi con nha. Nhưng mà cho dù vòng loại đi chăng nữa cũng cứ thoải mái hát thôi, không có gì mà phải căng thẳng. Hơn một tiếng, căng hơn một tiếng. Sao? Chú Trung lại khó tính nữa rồi. Cái gì nói cũng được đó. Chú Trung khó tính lắm, chú Trung nói vậy qua vòng sau loại rồi các con lại căng thẳng nữa. Vòng loại hay không loại gì cứ lên sân khấu thoải mái, bình thường hết cho cô. Dạ, và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong cái tiết mục mở màn của mình rất là ngọt ngào và lãng mạn. Một lần nữa một tràng hô tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Thank you. Cảm ơn tụi con, mời tụi con vào trong nha. Ngô ghê
đã vắng. Chia tay lòng còn vẫn vương, chưa kịp nói năng gì. Hẹn ngày chờ sau tới nhé, lại gặp rừng mơ ấy. Trên con đường mòn núi cao, bóng đang xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng chẳng xa mờ. Trên con đường mòn núi cao, bóng người mơ xa. Quá dễ thương, một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Xin được cảm ơn vũ đoàn Power. Một màu sắc hoàn toàn đối lập với những cặp đôi khác. Tụi con nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi, dễ chịu, đáng yêu. Hôm nay tụi con đã dẫn tất cả mọi người lên Tây Bắc chơi. Trời ơi, đẹp nha. Giọng ca thì rất là ngọt ngào nữa. Nhưng chú phải nói là tụi con gan, hôm nay gan. Có cái màn là tiến về cái lãnh địa bên kia. Qua bên kia xong rồi hả, coi như là thả thính nhẹ. Giọng anh hay quá đây. Giọng chị là rất hay, rất là xinh, kiểu vậy. Không biết là ban giám khảo có bị siêu lòng hay không với bài hát này của tụi con. Đầu tiên phải mời anh Nam trước à. Trời ơi, ai bày vậy trời. Quá trời có đất không. Hôm qua chạy chương trình đâu có đâu. Hôm giấu nay chiêu. Người ta giấu chiêu, người ta lên đó là thả thính. Hết chú Nam khen là chàng trai xinh rồi, giọng cô nàng hay rồi, cô kia áo đẹp thả thính, với lại Thảo Mai hết cả hội với này rồi. Gan dễ sợ. Sao chú? Sao cô Trang? Bây giờ phải hỏi chú trước nè, chú có bị dính thính không? Chú có dính nhẹ. Nguyên một vườn đào trên sân khấu hả? Cho nên là chắc chú dính rồi đó. Dính rồi phải không chú? Xuống như này chú bất ngờ quá, chú không phải. Chú không phải như này theo chứ không? Tự nhiên cái mình phải làm theo đúng không chú? Đáng ra lúc đó là chú phải ngồi nghiêm như này luôn, cho mấy nhỏ tụt ngút chơi. Nhưng mà dạy ác quá, dạy ác quá, mình phải hòa theo, nhí nhảnh. Qua bên này cô Trang cũng nhí nhảnh, rồi cô Yến Trang bên kia cổ cũng làm quá trời đất luôn. Lần này gan ghê ha. Tại vì cô Yến Trang biết sao không? Hai bạn này là chuyên môn hát bài hát trữ tình nhẹ nhàng. Đó cho nên nó là hát hơi âm hưởng dân ca, thường thì cũng hơi là an toàn, nhút nhát. Nhưng mà ngày hôm nay là không ngờ là tiến thẳng xuống đây và tấn công tụi tôi, giao lưu rồi xong rồi kêu khán giả vỗ tay theo cả phim trường, là coi như là vỡ òa với lại hai cái chàng trai này, mặc đồ cũng đẹp nữa. Được một cái là tụi con lúc nào hát cũng y như là mở đĩa vậy đó. Cô Yến Trang phải hỏi chị ơi, trời ơi thiệt luôn, hát live với hả chị? Còn cái bạn chị, cái bạn nhỏ nhỏ tên gì vậy chị? Đó, cái thiệt thòi của bạn Tấn Bảo là tại vì lớn hơn thôi, cho nên là giống như mọi người nghĩ là lớn hơn là chắc chắn là phải hay rồi. Cho nên cái bạn nhỏ hơn mà hay là người ta ấn tượng hơn. Chứ thật ra con cũng rất là hay, con hát đâu ra đó thật sự, mà tụi con kết hợp với nhau ở trong đây. Chứ còn cô biết là tách riêng ra trên YouTube là hai bạn này là quá trời view người xem luôn, là nhiều fan lắm. Chắc là cô Yến Trang cũng có điều muốn chia sẻ đó. Mời cô Yến Trang ạ. Ca khúc này rất là khó xử lý. Cái sự luyến lấy nó cần phải rất là nhiều, mà hai bạn hát những cái dấu luyến cho ơi nó ngọt. Mà gọi là Trang cảm thấy giống như là hồi nãy chị Trang có nói với em là trời giống như là mở đĩa hát vậy đó. Nhưng mà riêng bạn lớn hơn là bạn Tấn Bảo, Tấn Bảo. Thì tại vì mình lớn cho nên là cái sự xử lý của bạn nó sẽ có một cái cách là khiến cho chúng ta cảm thấy là nó chững chạc hơn. Riêng bạn Thái Hà thì hát rất là tự nhiên, hát theo một cái gọi là cái sở trường, Trang nghĩ là chắc trong máu của con luôn rồi đúng không? Trời phú. Trời phú đúng rồi, bạn hát đưa đẩy rất là nhẹ nhàng, nhưng mà cái quan trọng hơn hết là hai con diễn rất là ăn ý, không có cảm thấy là ai lấn át ai hết. Và đặc biệt hơn hết là ở cái việc diễn xuất á, và cái trang phục, cô Trang cảm thấy là nó rất là phù hợp với lại cái cá tính âm nhạc của hai con. Cô nghĩ là nếu như mà lựa chọn cái con đường âm nhạc cho cái tương lai của mình thì những cái hướng âm nhạc nó mang hơi hướng một tí xíu, có những cái đạo cụ dân tộc hoặc là những cái bài hát dân tộc rất là phù hợp với hai con. Dạ, cảm ơn cô Yến Trang rất nhiều ạ. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất nhiều dành cho tiết mục này. Một tràng pháo tay cho Tấn Bảo và Thái Hà.
trời xanh. Lượn vòng quanh mấy bức tường thành, trong ngoại sông dân ấm no trong an lành. Chuyện binh đao mấy phen cùng quân tần, nhiều thần linh ban phép thiêng gìn giữ. Nó thần kia mang móng chân rùa vàng, chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo tàng. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Nào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ loa. Có những âm mưu, có những hận thù, gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương. Nhà nhà sống trong yên vui, đêm đêm hát ca ngày dần qua. Phía lân ban thức trắng đêm chiều đã kia, với những âm mưu, với những hận thù, một ngày nào tiến quân thành loa. Nàng ơi nhớ ngày xưa, chuyện cạn qua quân tân tàn tác. Vì đâu ta ngỡ là mơ, chiến trường mưa xa thương vong hàng hà. Thần kinh quy cho cha móng thiêng, lắm nó thân giữ gìn biên cương. Nếu mai kia bình biên về dấu, ta tìm nơi nào bóng dáng bị trâu. Người hỡi sao nói lời không hay, nhưng thôi sau ngày sau. Ngày ấy chẳng theo bên trên đường, áo lồng ngọc thiết ghi dấu to tương. Đoàn quân tiến công cánh hoa, cờ giặc trời mây vang vang tiếng hò reo. Mà còn đâu bóng thiêng rùa vàng, người yêu làng nước mắt nhà tan. Thương thế An Dương Vương đưa con gái yêu cùng ra đi, họ không hề vượt Nam áo lông ngóng ra đường vẫn ghi. Mà rồi ngờ đâu bước qua thù càng đến gần, giặc ngồi sau lưng vang vang tiếng rùa. Tình ý còn đây, thân tháng trên dặm đường. Hỡi ơi, Nam Hải sầu thiên thu, máu đào Mỹ Châu hòa tan sông Bê Xu. Trọng thủy Mỹ Châu, lời ai một câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ giọng hát của hai con. Chú Minh Xù rất là bất ngờ. Nào xin lại đây nào con trai, đó đứng cạnh nhau. Chắc chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi, xin mời chị chia sẻ luôn ạ. Các con đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay, các con có biết nó là gì không? Dạ là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy.
Rồi có biết cái kết quả của nó là cái gì không? Dạ thưa cô, là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ. Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình, đó là vua An Dương Vương, bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho quân giặc ha. Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ, bởi vì hai đứa con đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới. Mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn để tạo thành một cái nét khác biệt của mình. Đánh võ đúng không? Đúng rồi. Đánh võ rất rồi, là đá nữa. Đó rồi rất trang phục. Rất là dũng mãnh. Đúng rồi. Trang phục của tụi con cũng vậy, cũng khá là đẹp mắt nữa. Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều. Nhưng mà Thái Hà, con thoải mái lên cho con. Mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh. Thì giọng hát của mình đã hay rồi, nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn, nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn nha con, chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng. Còn ngoài ra thì tiết mục này thì cô rất là thích, và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công. Cảm ơn cô ạ. Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á, đó là về cái gương mặt của mình. Thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á. Con hay cái gương mặt nó giống hơi ưu tư. Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế. Thì nguyên một cái đoạn đầu á thì chú thấy mặt con hơi cứ bị âu sầu. Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ. Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á, lúc mà con sang bên này, thì lúc mà nhạc, beat nhạc càng nổi lên dữ dội, thì lúc đó con đã nhập cuộc. Và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại đó, thì con lưu ý cái đoạn này nha. Còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn, mà hai con cũng đã thể hiện được. Và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh, rồi đến hào hùng, xong sau đó là đến hơi bi chút rồi lại nổi lên, tức là nó cứ đổi liên tục à. Rất nó rất như là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát đúng, bình thường đơn giản. Mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. Đó thì đó cũng là một cái nỗ lực của hai con, và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái góp ý của chú. Và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca rất là thành công, bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn chú. Xin được cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thùy Mỹ Châu. Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chênh với nhau về độ tuổi, đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng, về tất cả mọi thứ. Thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng, nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay. Bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca, và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm. Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á, thì những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lỗ tai lắm. Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn đó, rồi đánh võ, rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn. Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước. Và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước. Đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay. Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ. Và một lần nữa, một tràng hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà. Mỗi năm đến hè, lòng mãn mạc buồn. Biết bao ngày qua, chưa chán tình thương. Trường đây, lớp đó, bạn cũ nơi đâu? Kiếm hoài mà không thấy người. À thì ra đã đi lộn trường. Ơi, tôi tới rồi nè. Ơi. Ủa?
kỳ vậy trời? Hẹn mình 10 giờ mà 10 giờ rưỡi rồi. 12. Không thấy bà ở đâu hết trơn kìa. Bà này chuyên gia luôn á, giờ giấc lúc nào không có giờ chính xác chân á. 12 tuần. Làm như có thù với thời gian hay không sao? Ê, Quốc Linh, Quỳnh Nhi. Nói xấu người không có mặt ha. Trời ơi, có nói gì đâu. Kỳ cục quá. Đi đẹp quá à. Nghe nói dạo này làm ca sĩ quá. Bậy bà, đừng có hỏi gì hết. Nói nghe nè. Nhớ ngày xưa lúc mà hai đứa mình còn đi học, học chung với nhau không? Nhớ sao không nhớ nè. Hai đứa mình lúc đó nha, mê văn nghệ, mê ca hát. Đúng tụi mình còn rồi. Đăng ký thi ở xã, được giải nữa chứ. Đúng rồi, lúc mà mình đoạt cái giải, mình hát cái bài chí mà. Bà này nè. Người ơi, thấm thoát niên hồng hế rồi. Chụp ly, cạn lời, giấy phút ly bôi. Hát đi. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô. Kỷ niệm cũ tan vào hư vô. Trời ơi, ngày xưa hát hay lắm mà sao giờ ngâm thơ không vậy? Trời ơi, ông hỏi một câu mà ai cũng biết câu trả lời. Đánh trống kìa, trống trường kìa. Đi thôi. Thank you.
trong đời ân tình theo tháng ngày trôi, nụ cười khô héo trên môi. Lần Tây Phương nợ tình sao xuyên, bạn bè đâu chỉ ta một mình, nỗi buồn này đành cầm nín. Rồi đời có những khi buồn nao lòng, cố nhân biển biển có nhớ nhau không? Ngoài kia hoa phượng rụng rơi tới ta, dư âm làm sóng lại đời ta. Chưa gì cảm ơn rồi. Con của ba mẹ, trời ơi, hát hay của nhà Quang Linh. Trời ơi, Quỳnh Hương ơi, mẹ mới hợp phụ huynh cho hai con xong. Cô giáo khen học giỏi mà hát hay lắm. Mừng ghê. Ba dẫn hai đứa con đi mua đồ chơi nha. Đi về. Tiện trọng kia về bộ. Đi về nhanh lên. Ôi, ổng về coi thương, quá thương, nhỏ thương. Trời ơi. Dễ thương. Vậy thôi đó. Dễ thương. Một tràng hoa tay cho Quỳnh Nhi và Quốc Linh với sự hỗ trợ của Diệu Nhi và Nô Việt Trung. Cảm ơn. Dễ thương này, quá. Tôi đứng kế Diệu Nhi. Biết sao không? Từ từ tôi vạch trần bộ mặt sự thật. Quý vị thân mến, nhìn đây. Nhìn đây. Bùa tay. Không có thuộc bài thơ. Không có thuộc bài thơ. Đã hát không được rồi, giờ còn phải chép tài liệu. Cái này á tôi biết rồi, bà Nhi bà ở trong sân khấu mà, nên bà nhất cử nhất động gì tôi hiểu hết. Bà bước ra sân khấu mà bà đập từ từ tôi nói rồi, bà này không thuộc nè. Không phải, tại vì cái bài hát này nó sao em? Nó mới với em. Nó có hai câu thôi nhưng mà Diệu Nhi về sáng tác thêm hai câu nữa. Không, bây giờ mới để ý nha, hèn chi động tác tay quá. Đúng rồi, là cục cục đi nè. Đọc. Trời ơi, đưa tay về, viết chưa? Đưa tay về Nhi bên này, đưa lên trên trời, mắt nhìn hiểu tay. Em không biết luôn á chị Nhi, em không biết luôn á, chị diễn tự nhiên cực kỳ luôn á. Cảm ơn em. Em không biết luôn đúng không? Những cái lúc mà chị nhìn xuống vậy, em đâu có biết đâu đúng không? Qua bên gì? Em lại bị ngu muội luôn á. Em kiểu như fan cuồng của Diệu Nhi luôn á. Bây giờ em cứ hả cảm thấy trời ơi sao mà Nhi nó diễn cái nét điềm đạm bỗng cuồng rưng vậy nè. Cái tôi nói trời không thuộc bài. Chắc chắn là không thuộc bài. Em ngồi dưới em cười ngất từ ngửa luôn á. Quá duyên dáng. Nhưng rất duyên dáng, chính xác là như vậy. Một tràng hô tay nữa. Ôi, đi, một tràng hô tay nữa nói đi. Nói về hai con đi, em với lại anh Trung chỉ là dẫn dắt và trợ diễn cho hai đâu con. Nói về hai con. Nên Quốc Linh thì cô vẫn rất là thích giọng hát của con luôn. Thật sự cả cái dáng đứng của con là cô cũng thích luôn á, cái dáng đứng nó rất bolero luôn ý. Đấy. Ông đi ông rất là như một ông già vậy á. Mà em bị hơi cuồng Quốc Linh một tí nên là Quốc Linh hát gì em thấy hay hết á. Bản thân Quốc Linh là đã có sẵn bolero trong người rồi và con chỉ cần làm hát để làm sao bộc lộ ra được hết những cái đấy thôi. Nhưng mà cô Hòa vẫn chưa thấy được sự tập trung của Quốc Linh ở trong tiết mục này đâu. Đúng nha. À. Lần trước nha là chú Trung đã nhắc cho nên cô nghĩ là Nhi làm hơi cáu. Đang vừa hát mà vừa hơi cáu vì bài quên bài. Bạn diễn của mình không tập trung. Con có cáu không? Kiểu dạ không? Dạ không ạ. Nhưng mà Nhi ơi, phải có nhờ có Quỳnh Nhi làm chủ cái sân khấu này thì bạn Quốc Linh này mới diễn theo, nếu không là ông này ông cứ đi lung tung, ông nhặt phấn thôi, ông lại vẽ lên bảng thôi, ông làm gì không mà. Nhưng mà nói chung là vì cô rất là cuồng Quốc Linh nha, cô rất là thích tiết mục này ha. Chúc mừng con và nếu có được lọt vào vòng trong phải tập trung nhiều hơn ha. Dạ, chúc mừng cảm các con. Cảm ơn cô. Thật sự con rất là tinh nghịch, có thể là con tinh nghịch từ ở ngoài tới đến lên sân khấu luôn. Con bị vô tư quá, cái mình quên đi cái nghĩa vụ mình phải làm cho nó đẹp cái bài hát, hiểu không? Hồi nãy con có trường hợp con bị rớt phấn. Ok, con có thể phá lên con cười. Nhưng mà có con cười đây là con cười với khán giả, nhưng mà là con cười với lại bạn diễn chung. Con mắc cỡ, con nhìn bạn
Cái con cười là tự nhiên hai tụi con là nhân vật trong một cái lớp học. Tự nhiên khán giả thấy con, ủa sao tự nhiên xả dai vậy? Đây là một cái kinh nghiệm để mình xử lý sân khấu, hòa nhập với nhau một cách trọn vẹn nhất nha con nha. Còn hai con đi ăn kem với nhau nhiều nè, nói chuyện với nhau nhiều, hiểu ý nhau hơn. Dạ, dạ. Nè, quay qua nói với bạn câu đi. Nói nhìn bạn kìa. Nói đi, nói con đi. Con hứa với bạn một nhắn nhủ với nhau. Ừ, nhắn nhủ với nhau. Ok. Thôi mới nghe là có một cái lỗi rất là sơ đẳng của nghệ sĩ Diệu Nhi và ca sĩ Hồ Việt Trung. Anh Hồ Việt Trung, anh ra anh giọng dạc, anh nói là trời ơi, hẹn 10 giờ mà 10 giờ rưỡi chưa thấy. Nhìn đi mấy giờ? Đâu hồ 12 giờ kém. Đâu hồ 12 giờ kém. Diễn gì mà ngang ngược vậy trời. Đúng rồi. Trời ơi, bà Hoàng Mỹ Nhi bà ngồi ở dưới bãi lam 12 giờ. Nói chung là tiết mục này nó có nhiều cái nhưng mà nó cũng vui nhỉ. Vậy là con phải rất là cảm ơn sự trợ diễn của hai cô chú. 12 giờ đã trôi qua mấy? Bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thời gian rồi nó vẫn là 12 giờ kém 5. Cho nên là cái đồng hồ này bị hư chắc đâu. Không, cái này là từ mẹ tới con rồi. Cứ 12 giờ là đi lãng giảng trong lớp đọc thơ. Rõ ràng. Nói chung là rất là duyên dáng và dễ thương. Anh Thanh Duy và chị Khả Như. Ủa, cái bí nãy giờ rồi. Nãy giờ hết rồi đúng không ạ? Rất là ngắn gọn thôi. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Đúng. Nào lại nè, 2, 3. Một tiết mục dễ nghe, dễ chịu và dễ thương. Hay quá, trời ơi. Nó hơi chợt xíu mà cũng đều. Ừ. Bây giờ là tới anh Trung chia sẻ tí xíu đi ạ, xin mời anh. Trung ở trong đó không nghe được hai bạn hát cái gì hết. Không, hát hay, hay lắm anh, hát hay lắm anh, tình cảm dễ thương. Hai bạn này hát lúc nào em cũng hay lòng. Nhưng mà có lẽ là mỗi người sẽ có một cách nhìn nhận về bolero khác nhau. Có người thì thích chất mộc mạc, có người thì thích cách sự luyến lấy. Riêng Hồ Việt Trung thì Trung kết hợp hai cái phần đó lại với nhau. Vừa sự mộc mạc nhưng có những chữ phải xử lý, nó phải mềm, phải xử lý từng chữ một. Đặc biệt là hát mà hát gấp là không bao giờ được. Mỗi chữ nó có một cách luyến lấy khác nhau. Tại vì trong cái cách hát á, giữa Quốc Linh và Quỳnh Nhi đó, Quỳnh Nhi hát chắc hơn rất nhiều. Không, nhưng chắc mà cái này em phải nói liền không thôi là em quên. Em cảm nhận được cái sự truyền đạt của anh Trung dành cho thí sinh rất nhiều. Dạ. Bởi vì cái cách hát ngọt ngào. Quỳnh Nhi con hát khác lắm, con hát khác dữ lắm luôn. Và cô tin rằng chú Trung đã dạy cho con rất nhiều đúng không con? Dạ, chị Trung dạy rất tràng nhiều. Tràng pháo tay dành cho thầy Trung. Hay lắm. Tình vậy là cảm, sự, tình cảm. Sự lựa chọn này là quá hợp lý đúng quá không hợp ạ? Lý. Có chị Linh đó nha, cô chú nói đúng lắm luôn á, con tập trung khen lên đi. Khen thì có khen nhưng mình không có được ý nha. Không sao đâu, tụi con sẽ khắc phục ở trong tương lai. Và ngày hôm nay tụi con rất là đáng yêu. Một tràng pháo tay cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Cô lên, Quỳnh Nhi, cô lên. Vô. 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 Đi vô. Tan trường rồi con. Ủa con muốn không nói đi, gì đâu, hả? Đi, 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 đi đó đó đó, đi đã đi đó đó. Trời ơi. Đi cả lưỡng cơ thẩn rồi, 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 rồi. Rồi còn nghỉ nữa. Đi đi xong rồi nghỉ, đưa cái tưng ra gì đến nè, nghỉ nữa. Đúng rồi đó, đúng cái rồi đó. Cái câu cuối đồng dính gì hai câu đầu hết á bà. Và anh đôi bạn thân rất thân, niềm thân ai thắm thiết khăn khít bên lâu, cùng nhau san chia buồn vui, ta mến nhau như sông biển dài, cùng qua bao nhiêu gian lao không ngại khó khăn. Nay biệt ly tôi tìm anh xuyên bước đi, lòng quyến luyến muốn nói nhưng chẳng thành câu. Trầm tư nghe chuông vọng xa như báo tin chia tay não nề, biệt ly đêm nay sân ca sương mờ trắng buồn. Hành trang trên vai quay gót đi không mang những gì, lời danh vinh quang bấy lâu, và tôi không sao ngăn nỗi đau nuốt lệ vào tim, gừng cười vẫy chào lần cuối, rồi ta sẽ đem anh ra người đi khắp chân trời, đường tìm tương lai còn xa biết đâu bên chờ. Tôi nguyện cầu anh phúc may yên lành vượt bao gió sương, trên đường muôn phương anh đi về đâu. Tàu đã khuất xa rồi đây, lâu lại có những kỷ niệm, người bạn muôn phương giờ đây đã xa cuối trời. Khuya về dần đã vắng tanh, nỗi buồn thương nhớ đến
ngày nào đó ta gặp nhau. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa trao nhau còn đêm mãi có nhau trong đời. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui. Lời ca còn mãi cho bạn cho tôi, tình yêu còn mãi trong trái tim này, từng nụ hoa trao nhau còn đêm mãi có nhau trong đời. Nụ hoa trao nhau còn đẹp mãi cho bạn cho tôi. Rồi đi đâu vậy? Về đây với chú vô. Trời ơi, Tấn Bảo và Thái Hà. Có chút xíu mà xách cái vali bự dữ con. Trong đây đựng gì? Ủa sao nhà hèo vậy? Đạo cụ thôi. Rồi, xin mời anh Hồ Việt Trung ạ. Chú chào hai con. Đây là lần đầu tiên chú gặp được Thái Hà. Còn Tấn Bảo thì chú theo dõi con nhiều rồi. Nhưng mà hôm nay đặc biệt đầu tiên mà chú nghe hai con hát dòng nhạc trẻ như thế này. Có thể tặng chú một câu bolero nghe chơi được không? Trời ơi, còn nói gì nữa. Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho phố nhỏ càng buồn thêm. Đêm nay gác xưa thêm lạnh vắng, phòng côi lắng tiêu điều, đường xưa vắng điêu hiu. Mưa rừng ơi mưa rừng. Dạ em xin lỗi. Dạ. Tự nhiên khúc này tôi ho à, kỳ thế quá. Mới nói là dòng ca các con quá hay đúng không quý vị? Dạ. Tuyệt vời, thích lắm luôn á. Mê không? Đặc biệt mà không biết sao mỗi lần mà nghe các bé mà hát bolero nghe nó người em khó chịu lắm chị. Mê lắm luôn á. Ghiền. Ghiền. Mà đặc biệt là Thái Hà, con là một nhân tố mới trong lòng của chú. Nếu mà con mà theo cái dòng này, tương lai con sẽ rất phát triển với cái dòng này. Cái dòng nghe ngọt chị, nó đã lắm. Còn Tấn Bảo thì chú đã biết con rồi, thì không còn lại gì nữa. Nhưng mà đặc biệt là phải nói là con cũng là rất hợp với dòng này. Và hôm nay thì hai con thể hiện hai bài hát này, chú nói thật sự luôn là rất là tuyệt vời. Không biết là tụi con hát cái dòng này nhiều chưa? Dạ, đây cũng là lần đầu tiên con trình bày trên sân khấu. Lần đầu tiên mà hát hay gì là phải vỗ tay lớn lớn cho hai em. Đó, quá hay luôn. Tấn Bảo hôm nay con bè tốt, tình cảm, dễ thương. Và Thái Hà mà không biết sao tướng nhỏ xíu mà hơi đau nhiều vậy con. Con nhiêu tuổi rồi? Dạ, con 11 tuổi ạ. 11 tuổi. Trời ơi, mà ông hát hơi quá trời quá đất à. Quá hay, chúc mừng hai con cái mục này nha. Cảm ơn chú. Xin mời giám khảo Đoan Trang ạ. Cái phong độ của tụi con không bao giờ bị tuột. Hát rất là tốt, các con giữ được cái cường độ làm việc như vậy á. Các con có được cái ý thức, chính vì thế mà các con mới có thể đi một con đường dài như vậy. Chúc mừng hai đứa con. Cảm ơn cô ạ. Và cuối cùng là xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam ạ. Hai anh chàng trên sân ga rồi xách hai cái vali như hai ông cụ non á. Mà Thái Hà lúc đầu đi ra còn hơi khờm khờm, cố gắng đi thẳng lên nha con. Nhưng mà trong bài hát này tụi con có cảm nhận được cái sự chia xa không? Dạ có. Tụi con có bao giờ chia tay bạn bè mà cảm thấy buồn không? Dạ có. Cái bài này là cái bài của chú Lâm Trường hát, cũng nằm trong danh sách hát karaoke quen thuộc của chú cũng như là nhiều bạn bè. Hôm nay hai con diễn trên một cái sân ga thấy dễ thương. Những cái phần ca, phần diễn cô chú đã góp ý rồi. Chú chỉ còn nói là một điều đó là trong cái cuộc sống thì hợp rồi tan, tan rồi hợp. Trong tình bạn cũng vậy. Đôi khi mình phải vì một lý do gì đó mình cũng sẽ chia tay và xa những cái người mà mình rất là thương mến. Nhưng mà nếu như có duyên và nếu như mình chúng ta vẫn còn nhiều cái tình cảm thì những cái sự kết nối, những cái sự liên lạc hoặc một cái sợi dây vô hình nào đó trong cuộc sống
sẽ đưa đẩy các con lại gặp gỡ những cái bằng hữu, và hy vọng là hai con ở cuộc thi mình đang hợp, sau cuộc thi mình sẽ tan, mỗi người sẽ có những cái sự nghiệp riêng, nhưng mà sau đó thì mình cũng sẽ gặp nhau lại một lần nào đó để mình hát cho bạn cho tôi. Chú thích nhất là cái ôm của hai con á, ôm xong rồi cái hai đứa đi về luôn à, định không thi vòng sau hả? Không, trời ơi, tại cái sân ga đó chia tay thôi. À vậy hả, tại thấy ôm xong đi về tưởng không thi nữa. Trời đất ơi, hành trang là thi vòng trong nữa. Nói nè, giỡn thôi nha, nhưng mà nãy em nghe cái câu nói của anh, anh nói là đây là một trong những bài hát mà trong danh sách karaoke của nam, mà em nói thiệt nha, cuộc đời em thật sự em nói em tiếc, vô cùng tiếc, em thấy em hối hận mà em thấy em trách em luôn á, tại sao em chưa nghe anh hát. Em nên phải hối tiếc tại vì anh Nam hát cực kỳ hay. Anh Nam tặng em một bài về câu ca nè. Bài này á là phải có karaoke vào quán rồi anh em, phải anh cần nhạc đúng không? Tại vì thôi, em cái miệng em làm đợt hay nè. Tăng 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 tăng, em làm cho anh đoán. Anh ơi, anh hát giùm em bài Tiễn Bạn Lên Đường luôn đi. Ủa em nói gì vậy ta, em quên. Rồi cảm ơn hai con rất nhiều. Yeah, hẹn gặp lại ban giám khảo. Chúc mừng tụi con nha, Tấn Bảo và Thái Hà. Dạ. Quê sông quê cùng cánh cò lóng
ân tình. Đi mô cũng nhớ về răng rửa dần mà thương, thương quê nhà có mẹ trăng khuya mãi mưa vơ với đêm dài. Xa quê vừa nổi mươi uống chưa với suối nguồn, lời quê chưa đựng ruộn mận răng biết cắt lầu. Lời quê chưa đứng ruộng mừng răng biết cắt lòng. Cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Xin được cảm ơn Vũ đoàn Đam Mê. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe ý kiến của ban giám khảo. Một bài hát về miền Trung rất là dễ thương. Hai em đem cái tinh thần, cái chất của miền Trung qua cái cách phát âm rất là đặc trưng, răng rửa rồi gì. Xong mà khéo thế. Vừa hát đúng nhịp, vừa hát hay mà lại còn không có chệch một bước nào trong cái màn mà diễn chung. Một màn trình diễn tuyệt vời. Xin được cảm ơn chú Đức Huy.
Còn cô Phương Dung thì sao ạ? Hai tiếng hát rất là hợp với nhau. Cái thứ hai cùng là người miền Trung, thành ra cái phát âm á, răng mô rửa đúng y chang à. Một người Huế, một người Quảng Bình, đây là một cái sự gieo duyên đo ni đóng dài để cho cái cặp nhi đồng này để hát những cái bài rất tuyệt vời trên tuyệt đỉnh sông ca nhí. Wow, cảm ơn hát cô. Hát hay quá, hát hay lắm. Hai cháu khi mà hát riêng đó thì cô Xuân vẫn còn có điểm này điểm kia để mình suy nghĩ, nhưng mà khi mà hai cái giọng này hợp lại nó giống như là sóng thần á. Nhớ cái bài đầu tiên Thương Về Miền Trung á, các con hát duyên lắm. Và qua bây giờ cũng vậy. Cảm ơn Minh Vy đã đem lại một cái bài hát mà cho cô Xuân rất là nhiều những kỷ niệm. Ngay cả cái dàn dựng ở sân khấu cũng vậy, nó làm cho người ta xúc động lắm. Cô nhớ là 1992 khi cô đi ngang Vĩnh Linh, lúc đó bị lụt á, thấy toàn là nước không? Những cái mái nhà tranh nó thấp bé lắm, đôi khi nó chỉ còn cái chớp nhà thôi, mà xử lý rất là khéo. Hồi nãy là vừa khiêng cái chớp nhà ra là cô đã muốn rơi nước mắt rồi. Mà rõ ràng là dân quê miền Trung của mình cực lắm, mà cứ phải đối phó với giông tố, với bão táp suốt vậy đó. Tự nhiên mình xem cái mình cảm giác là cái lòng tự hào về quê hương, đặc biệt là ở tuổi của các con, với một cái bài hát như thế này, khi hát về quê mình, các con sẽ nhớ mãi. Các con sẽ nghĩ đến những người cha, người mẹ phải lam lũ ngoài đồng ruộng để mà tìm từng bữa ăn hàng ngày cho các con. Khi có đi xa, các con sẽ luôn luôn nhớ về. Cô thì không phải là dân miền Trung, nhưng mà cô thấy cái dàn dựng tuyệt vời quá, nó làm cho mình xúc cảm lắm. Và có lẽ là con người ta yêu quê hương, nó chỉ là như vậy thôi. Chỉ là những ngày tôi chống lũ, chỉ là những ngày tôi theo cha theo mẹ ra đồng, và là những cái giọng hát như vậy. Cho nên khi các con phối hợp với nhau để hát đó, tiếng hát của hai con nó lay động trái tim của từng người. Và cảm ơn các con, cảm ơn cái nhạc cảnh này rất là xuất sắc. Xin được cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn cô Kim Xuân. Anh Hồ Việt Trung và Diệu Nhi đang có cảm xúc như thế nào, xin mời. Dạ, trước hết cho con xin cảm ơn những lời nhận xét góp ý của các cô chú trong ban giám khảo. Và con xin phép cô chú cho con gửi lời cảm ơn đến anh Minh Vy, các anh trong ban nhạc cũng như là vũ đoàn đã hỗ trợ cho đội của Diệu Nhi và anh Hồ Việt Trung đã có một cái tiết mục rất là tốt cùng với hai con Quốc Linh và Quỳnh Nhi. Riêng bài hát này là cũng nhờ anh Minh Vy, khi mà dàn dựng xong rồi thì về thì hai bé có nói là con lo ba ơi có sao không? Nó con ơi, mình cứ mộc mạc chân chất như vậy, mình cứ giữ đúng cái chất giọng của mình, những cái gì mình đang có mình cứ thể hiện, mình đem cái đó ra mình thi. Và ngày hôm nay thì hai con hát thực sự là ba rất là xúc động, và cũng cảm ơn lời khen của các cô chú và xin được cảm ơn. Xin được cảm ơn và chúc mừng cho cặp đôi huấn luyện viên Hồ Việt Trung và Diệu Nhi, và đặc biệt một tràng hoan hô thật lớn nữa cho Quốc Linh và Quỳnh Nhi với tiết mục này. Dừng chân bên suối Vọng Đưa, nhìn trời cao trong xanh lồng lộng, bông hoa rừng thơm ngát, phải đặt nước cho ta. Mẹ yêu con gửi tình trong hoa bát ngát, vọng theo ra chiến trường, vọng theo ta giải phóng. Tổ quốc ơi, muôn năm vững bền hai đâu. Lời ru xưa vô về, lời ru nay thúc giục về anh ru dưới bóng ngỡ dừa. Vòng đường
rừng dù ta thân yêu như quê nhà, như con thuyền trên bên đôi dè sóng chung khơi về dưới xuôi đồn thu bóng trái nơi nơi, vòng theo gió chiến trường vòng theo ta giải phóng tổ quốc ơi, muôn năm vùng bên hải đông lời du dục dồn lòng ta ra chiến nỡ trường. Mấy chị em ơi, trời khuya sao đêm lấp lánh tiếng hát ai vang vọng cây rừng, phải chăng em cô gái mở đường không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát. Ôi những cô con gái đang mày đêm mở đường, hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường. Em đi săn rừng em đi bạt núi, em đang bước tiếp chặng đường theo những anh hùng tổ quốc yêu thương, gom công cùng chiến thắng thù, gom công cùng tiền phương chiến thắng thù. Trời ơi. Nghiêm. Chào. Thôi. Vỗ tay lên. Nghiêm. Đứng sát vào nhau sắc. Cúi đầu chào. Hey. Đọc tay một cái nào. Trời ơi, làm cho cả trường quay ở đây bùng nổ luôn, phải đứng lên với tụi con ngày hôm nay. Ngay bây giờ là chị Đoan Trang đang muốn chia sẻ lắm rồi, xin mời chị ạ. Trời ơi, hôm nay nhức đầu ghê. Nhức đầu rồi. Ai sẽ là người giành được cái cúp thì điều đó quả là điều quá khó khăn đối với các cô chú. Còn các con thì vẫn là cái giọng hát tuyệt vời đó.
hát rất là chính xác. Mà ngày hôm nay á, lại là hóa thân là hai anh bộ đội, rất là đáng yêu. Tại vì tới cái bài mà cô gái mở đường á, là đi ra là cái kiểu như là các em đang làm cái gì, đang đi hơi đâu. Hơi tán tán một tí. Tán tán mà hai anh chàng nhỏ xíu à. Chị lúc đó nói em không tin được luôn á. Các em ơi, cho anh đi theo với. Nhưng mà hát Nổi Lửa Lên Em, rồi Cô Gái Mở Đường, bài ca Bên Cánh Võng, các con kết nối những cái bài đó thành một bản mashup tuyệt vời. Phải nói là cô rất là mừng vì cái sự lớn lên của các con trong chương trình này. Cảm ơn các con. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Dạ, mời cô Phương Vi ạ. Cái sự hồn nhiên của các em ở trên sân khấu đó làm cho mình bồi hồi lắm. Đặc biệt là tới cái bài mà Nổi Lửa Lên Em đó, khi mà cái tông của màu của sân khấu nó chuyển sang màu đỏ đó, tự nhiên người nổi da gà hết trơn. Tại vì thấy được cái nhiệt huyết của hai em làm cho khán giả ở trong cái trường quay này, cả các anh chị múa, nên Vi nghĩ là tất cả mọi người đều cảm thấy ngọn lửa đó ở trong mình. Cảm ơn các con rất nhiều vì đã giúp cho mọi người đã tìm được cái cảm giác đó ở trong mỗi con người. Phần trình diễn quá tuyệt vời. Xin mời giám khảo Hòa Nhật Nam, cảm xúc của anh như thế nào ạ? Hai con hôm nay thật sự là quá sức là đáng yêu trong hình hài hai chú bộ đội bé con, rất là dễ thương. Và các con đã hát với một cái giọng điệu, với một cái màu sắc hồn nhiên thơ ngây của lứa tuổi mình. Tụi con nên hát những ca khúc này, những ca khúc nhạc đỏ. Chúng ta cứ nghĩ rằng là nhạc đỏ là một cái thời đã xa, nhưng không, nếu không có quá khứ thì sẽ không có hiện tại và không có tương lai. Quá sức đáng yêu, quá sức dễ thương. Không còn gì hơn để mà khen tặng cho hai con. Chúc mừng hai con. Một tràng pháo tay nữa xin được cảm ơn và chúc mừng cho Tấn Bảo và Thái Hà. Nghiêm. Bước nào, bước. Ủa thì bước lui mà. Về thủy dương nhớ mẹ miền
Rồi, xin chúc mừng hai con đã hoàn thành xong phần thi của mình. Rất là ấn tượng, cực kỳ cảm xúc. Và con có thể thấy rằng là đã có hai luồng sáng tím về tụi con ha. Thì bây giờ chú sẽ đứng đây để chủ trì công đạo cho phần lựa chọn về với hai đội. Thì bây giờ con hãy giới thiệu về bản thân mình đi. Con xin chào tất cả huấn luyện viên cùng toàn thể các khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Quỳnh Nhi. Năm nay con 13 tuổi và con đến từ thành phố Huế. Dạ, con tên là Lương Ngọc Như Quỳnh. Năm nay con 9 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. À, cô bé này lần đầu tiên tham gia chương trình. Còn cô bên kia quen quá luôn. Chào con Quỳnh Nhi. Khi mà con cất giọng, cô đã nhận ra giọng con. Thật sự rất là ấn tượng. Và giống như một cái lời hứa mà lúc đó cô trò mình có hứa với nhau là năm sau con lại tiếp tục quay trở lại để mà chinh phục. Và chào mừng con đã quay trở lại với tuyệt đỉnh số ca nhí. Ôi, năm ngoái là bé thi rồi. Đội ai, đội ai? Đội em luôn hả? Năm ngoái thi rồi, đội em hả? Dạ. Thôi đi em, rồi em có loại không? Dạ em loại đó. Vì năm nay biết qua đội ai rồi đó con. Không có con ơi, con biết là năm ngoái tình hình của mình như thế nào, mà năm nay chắc chắn nó sẽ là một diện mạo mới. Cô thật sự là cô cảm thấy cô rất là yêu cái giọng hát của con, cả cái giọng nói của con. Và hôm nay cái hai cái tà áo dài trắng nó tuyệt vời lắm. Nó dễ thương, nó trinh nguyên như cô chú vậy đó con. Thì... nói xong mình còn cái đừng nói câu đó, nó không có vô, nó mới vô. À vậy hả? Hai cái áo dài với là cái đầm kim sa lấp lánh nó. Xin lỗi mọi người, xin lỗi Nhi, nhưng mà con ơi, ai cũng có một lần lầm lỡ. Không, nhưng mà con ơi, nói thật là năm ngoái là cô Như với chú Ngô Kiến Huy không biết làm sao chứ không biết. Nhưng năm nay cô Khải Như có chú về với đội của cô Khải Như. Và khi mà tụi con hát á, là cô Như bảo bấm đi anh. Bởi vì là biết là tụi con rất là hợp với đội của cô chú. Về con á, thì con có không chỉ là giọng hát hay, mà con có còn có nụ cười tươi nữa. Khi mà con vừa mới bước ra là con cười tươi là tươi và rất là hợp với đội cô chú, bởi vì tụi cô chú cũng rất là thích cười. Còn đội cô cũng vui lắm, ai cũng cười hết á, cười lên. Đội cô vui lắm. Như Quỳnh, cô có thích cô Như Quỳnh không? Dạ có. Trời, chú là fan của cô Như Quỳnh nè. Con có muốn gặp cô Như Quỳnh không? Con muốn gặp cô Như Quỳnh không? Dạ có. Vậy thì về đội cô chú nha. Để cô chú xếp lịch chứ cũng không chắc là gặp được. Nhưng mà nhìn chung đây là một cái tiết mục hay. Bolero hát rất hay và đặc biệt là có âm hưởng của giọng ca Huế. Và nói chung là về cái phần hát rồi tụi con làm rất là tốt rồi. Nhưng về vẫy đội của cô chú sẽ còn dạy thêm để cho tụi con có những cái phần biểu diễn còn hấp dẫn hơn nha. Yeah. Vâng, rất là cảm ơn đội màu hồng của chúng ta. Và bây giờ xin mời ý kiến của đội màu vàng kim long. Cô sẽ nói trước về hai con với cương vị là một người khán giả. Nãy giờ mà cô nghe hai con hát đó thì cô thấy giọng hát hai con rất là truyền cảm luôn. Và hai con hát cô thấy rất là nhẹ nhàng, rất là bình thản. Hai con không có một cái chút gì gọi là căng thẳng hết. Mà cô thấy hai đứa con cười cũng rất là đẹp. Con gái à, nhìn cô nè, nhìn cô. Con ơi, nhìn cô bên đây mẹ, nè. Mẹ nè. Con mà trời ơi, em không quên ai đứa này rồi hả? Cô đang nói chuyện với con nhớ nhìn cô nha. Cô đang nói chuyện con nhìn đâu, đèn nhìn đâu. Con khóc đó, là con không có cười được nữa. Thực ra là nhìn bên đây nè. Tôi bỏ vậy. Bây giờ đội của mình nói cái gì chuyên môn đi hả? Chuyên môn là để anh Trung rồi, xin mời anh Trung. Về giọng hát của hai con á thì được cái là giọng của Quỳnh Nhi, con rất cái giọng con rất là bén mít nên là bây giờ á là chú cũng rất thích hai giọng của con. Hai giọng hát này á khi mà hai đứa con hát đó là chú đang nghĩ trong đầu là sẽ làm cái gì tiếp tục cho hai đứa con rồi. Rất mong là hai con sẽ về gửi đội của chú để mà chú có thể phát huy tài năng của hai con nhiều hơn nữa. À, nhẹ nhàng vậy thôi à? Nhẹ nhàng thôi, tại vì cá tính hai bé rất là nhẹ. Tại vì năm ngoái hình như là con đã từng bên đội của cô Như rồi. Cho con cơ hội đi con. Con ơi. Và con đã biết được là cô Như đã dạy hết tuyệt chiêu cho con rồi. Chưa thì hết. Bây giờ con đến đây là con có thể là qua đây con học hỏi thêm tuyệt chiêu của chú nữa. Không nha. Này chú chưa chắc, tại nãy chú nhắc lại năm ngoái là cô Khải Như với chú Ngô Kiến Huy là khác. Chú Thanh Duy có một màu sắc khác hoàn toàn chú Ngô Kiến Huy. Và chú cũng khá là tự tin về cái phần âm nhạc, về dân ca, về bolero, về những bài hát dân gian. Và đặc biệt là với cái chất giọng của hai con á, là chú nói là không chạy đâu xa ngoài cái khả năng của chú. Cho nên là chú cũng tin là nếu mà tụi con về đội của chú sẽ làm cho hai con hát. Không chỉ mình đã hát hay rồi, sẽ biểu diễn nè. Và phát huy được cái bên trong, cái nụ cười tươi của tụi con. Để làm sao mà lên sân khấu một cái là khán giả không chỉ nghe mình hát hay mà còn thấy là mình dễ thương và muốn bình chọn cho mình.
Như ơi, ở bên kia đội của cô Như và chú Duy là có một màu sắc mới là của chú Duy, còn bên đội cô là hai màu sắc mới. Hai lần con. Hai màu luôn. Con ơi, con về đội của cô Diệu Nhi là về bắt con quét nhà chết luôn đó, thấy cái chổi của cổ chưa? Không có về. Không có đâu con. Con ơi, cô chắc rằng cái khả năng của cô sẽ giúp được cho con. Cô Diệu Nhi đây có một cái sự chân thật. Chân thật. Về cái sự thật thà, có sao nói vậy, đúng không? Tuy rằng là cô Diệu Nhi không biết cách vẽ một cái thế giới màu hồng, nhưng mà cô Diệu Nhi sẽ dành hết những cái gì đó mà cô Diệu Nhi có được, mặc dù cũng không có gì, để mà mang đến cho tụi con ha. Và chú hứa với con là khi mà hai đứa con về đây thì chẳng những chú mà chú còn sau lưng một ekip hùng hậu để hỗ trợ cho con về những cái phần thi của con. Con cảm ơn cả cô chị. Xin mời hai đội huấn luyện viên bắt đầu gồng người lên nghe kết quả của hai bé đây. Và đội chúng ta lựa chọn đó là... Dạ, con xin cảm ơn các huấn luyện viên đã chọn hai tụi con. Và con chỉ có một sự lựa chọn, con xin về đội của... chú Hồ Việt Trung và cô Diệu Nhi. Yeah. Chúc mừng gia đình mình nha. Trời ơi không, no, tôi không cam tâm. Hai con thương cô đúng không? Thương cô lắm đúng không? Cô là cô biết là hắn cũng nhiều lắm nhưng mà... Đúng rồi, cảm ơn cô. Khi nào muốn gặp cô Nhữ Huynh thì nhận chủ nha. Rồi ok. Chúc mừng con đã lựa chọn được một màu sắc mới lạ và vô cùng mạo hiểm. Có gì vậy Lộc? Hay quá, câu này hết con. Thank you.
nụ cười khi nắng yêu. Đôi tay run run, ánh mắt dịu hiền, biết tìm lại chốn nào. Mẹ ơi biết chăng, đêm về quạnh hiu nghe tiếng mưa rơi mà nhớ. Vẫn mong chờ tìm đâu những phút vui ngày âu thơ. Ai biết đêm nay tôi vẫn mong chờ tìm lại những phút vui ngày âu thơ. Và một tràng pháo tay thật lớn cho Thái Hà và Tấn Bảo ạ. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt rất là nhiều với sự hỗ trợ ngày hôm nay, đóng vai ba và mẹ đúng không ạ? Hai đứa hôm nay còn diễn xuất nữa chứ. Thầy Đại ơi, đây, con cưng. Thế không biết ngày hôm nay quay trở lại gặp con với ca khúc này cùng với Tấn Bảo nữa thì ba Quốc Đại thấy sao? Thì thật sự là hôm nay gặp lại con thì về cái phần phong độ mà hát, thầy cảm thấy rất là yên lòng khi mà con luôn giữ được cái phong độ đó. Và thầy mong rằng là cái phong độ này là con phải giữ và con phải phát triển thêm nữa nha. Từ lúc mà thầy làm việc với con thì cái phần diễn luôn là cái thầy lo nhất. Và hôm nay cái bài này mà vừa hát mà vừa diễn rồi đường dây đi đứng rồi con nhớ là thầy mừng rồi đó. Lần đầu tiên con kết hợp cùng với anh Tấn Bảo, thầy cảm thấy đây là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời. Bởi vì hai giọng của hai con hỗ trợ nhau rất là tốt khi mà hát cặp cùng với nhau, hát đồng âm á, thì rõ ràng là cái độ dày ở giọng của Tấn Bảo nó hỗ trợ rất là tốt, cũng như là cái độ vang của Thái Hà hỗ trợ cả hai con khi mà hát song ca với nhau á, nó tuyệt vời lắm. Và thầy Đại cực kỳ ấn tượng ở giọng Tấn Bảo nha, giọng con có cái độ dày rất là tốt. Dạ con cảm ơn Chúa. Cũng xin nói thêm là cái bài Đèn Khuya thì Đại là rất là thích và đã từng biểu diễn rồi. Cái phần Đèn Khuya ở bài này nó là người mẹ thắp đèn chờ con, nhưng mà hôm nay là cái phần dàn dựng là Quốc Đại thấy là con lại chờ ba mẹ về. Và Quốc Đại nói ôi, cái ý tưởng này như thế nào đây? Nhưng mà Quốc Đại rất là thích cái kết là khi về cả nhà đoàn viên, bởi vì cuộc sống mà phải lo toan nhiều thứ lắm, thì ba mẹ đi làm về trễ mà các con ngồi chờ là không chịu ăn, đợi ba mẹ về với ăn, cả gia đình đều ngồi cùng nhau ăn trong một bữa cơm với cái ngọn đèn đó. Thì Quốc Đại cảm ơn cái phần dàn dựng này đã cho Quốc Đại một cái cảm xúc rất là mới. Chúc mừng hai con đã có tiết mục tốt. Cảm ơn Chúa. Và bật mí với anh Quốc Đại là cái phần dàn dựng này là của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Một tràng pháo tay, cảm ơn anh đã hỗ trợ cho các con có nhiều cái tiết mục tuyệt vời và cảm xúc giống như vậy. Thế thì không biết là với sự dàn dựng với các con ở trước đó, hôm nay trên sân khấu chính thức anh thấy như thế nào anh Nam? Nói chung là hai cậu bé Thái Hà với Tấn Bảo tiếp thu rất là nhanh, và hai bé cũng đã có những cái tình cảm nó đong đầy trong tâm hồn hai bé, cho nên là những cái sự hướng dẫn của các cô chú rồi các biên đạo thì các bé lắng nghe và tiếp thu rất là nhanh. Đúng là cái sự chia sẻ của bên anh Quốc Đại á, cái tiết mục này rất là đơn giản, nhưng mà lúc mà đoạn cuối á, nó giống như một cái gì đó nó rất là nồng ấm, một cái khát khao mà đôi khi tưởng chừng rất là giản đơn, một cái bữa cơm gia đình mà sau tất cả những cái bộn bề lo toan cuộc sống thôi, tưởng chừng như vậy mà rất khó trong đời sống hiện nay, trong những lo toan của tất cả nhiều người.
Cho nên có được cái giây phút đó thì chúng ta sẽ nên trân quý. Bởi vì đôi khi có người sẽ thiếu cha hoặc thiếu mẹ, hoặc là có người sẽ khó có cái cảm giác mà đông đầy bên cái ngọn đèn khuya mà ấm áp như vậy lắm. Cho nên là hôm nay hai con làm vậy, chú cũng cảm thấy rất là vui và rất là xúc động. Cảm ơn hai cái phần hát và diễn của hai con. Dạ, con cảm ơn chú. Cảm ơn đại diện Hòa Nhật Nam. Những bài học này rất là giá trị đó nha. Lưu ý là chúng ta phải nhớ, nếu như mà bố mẹ của mình không có nhiều thời gian bên cạnh thì mình phải tự lập và tự yêu thương nhau ha. Cảm ơn tụi con rất nhiều. Còn cô Đoan Trang thì sao? Không biết là cảm xúc ngay bây giờ của cô như thế nào ạ? Một bài hát rất là nhẹ nhàng tụi con, và dàn dựng cũng rất nhẹ nhàng. Hai đứa con cũng vẫn dùng cái giọng hát đẹp của mình để thể hiện một cái tiết mục rất là trọn vẹn và bật lên cái thông điệp rất tích cực, đó là sự đoàn viên trong gia đình. Điều đó là cái mong ước không chỉ của đạo diễn Hoàng Nhật Nam mà của tất cả các cô chú, tất cả những người lớn. Mong cho các con luôn được có đầy đủ bố với mẹ. Và như bây giờ tụi con đóng cái vai là vai hai anh em lúc hồi nhỏ, là hồi tưởng lại ăn cơm với bố mẹ. Nhưng mà khi mai mốt hai đứa con lớn rồi trở thành kỹ sư, bác sĩ hay là gì đó trong xã hội, để kiếm được những cái giây phút bên ba mẹ, bên gia đình là rất là khó. Cho nên những ngày tháng này cố gắng rất là phải ngoan ngoãn nghe lời ba mẹ, ở bên cạnh ba mẹ nha con, để mình lớn lên mình sẽ có những ký ức rất là đẹp. Chúc mừng hai đứa con. Tụi con đã làm rất là tốt. Tấn Bảo và Thái Hà.